是 Greg 的。后来他表现的就到我 Red Rock 了，他要叫你跟。是我讲我带的，我是 Greg。Greg 上去了，你要跟。后来来 Greg 跟麦的，một võ thái âm chân kinh của anh, thái âm chân kinh tám, đã tám lần giành giải vô địch thế giới và Olympic, anh đã sáng lập ra. Hôm nay anh sẽ muốn cho các bạn môn thái âm chân kinh tám, một sự cương quyết của chúng ta, rất chi là giỏi võ thuật và đam mê võ thuật và thân hình tám múi vào ngực 90 và đẹp trai và la tài và đã có hàng trăm nghìn tỷ đô la Mỹ. Anh Tẩu, anh tất cả anh có 200.000 tỷ đô la Mỹ. Anh Tẩu từ ngân hàng Thụy Sĩ 150 tỷ đô la Mỹ và ngân hàng New York Mỹ là 50 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng anh có 200 tỷ đô la Mỹ. Rất chi là giàu có. Một võ sư thái âm chân kinh chúng ta. Xin một tràng vỗ tay cho võ sư thái âm chân kinh. Mày bình luận đi. Đừng ớt, đẩy ngược vững ngã người nhá. Không, đừng có ông chạy khóa này. Anh em thôi. Đi dịch sang rồi. Lùi lại đi. Cứ thế là không người. Nó không quay, nó không rõ. Nó đổ thật ra đầu. Anh cho đổ vào ngày thôi. Anh mày đứng về ngày đổ. Không anh hay đá về ngỡ. Đi dịch không vướng với tập nữa. Chặt đi. Đừng có tự à. Đứng lên mới nhìn lại. Quay hai anh em đi. Xin mình đi. Phải ra xin mình đi. Mới xin mình. Cái quay em ra một tí. Không. Nóng thế. Ui dồi, xin chào. Mới cắt tóc. Chào cái việc ạ. Điều trai. Có điều trai. Có mong muốn là các bạn hãy đi về đăng những video này các bạn cùng xem. Rất cảm ơn anh đã phát biểu những ý kiến của anh. Tôi quay một vòng các bạn xem nào. Đứng đó mình gọi thôi nha. Action!
thấp xuống. Anh ngủ thế. Ồ thôi đi,